quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh khoe có người yêu mới sau khoảng thời gian độc thân. Sau khi chia tay bạn trai, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh thông báo đã có bạn trai mới. Tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ thông tin về người này. Ngọc Trinh luôn là một trong những người đẹp nhận được sự quan tâm nhiều nhất của mọi người. Kể từ khi chia tay bạn trai đại gia sau hơn 2 năm yêu nhau mặn nồng, Ngọc Trinh ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Thời gian qua, ngoài sự tập trung cho công việc kinh doanh, nữ hoàng nội y dành toàn bộ thời gian để xây dựng căn biệt thự mới có giá hàng chục tỷ đồng. Ngọc Trinh nhận được bó hoa nhân ngày Valentine. Ngọc Trinh khoe có bạn trai mới. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh bất ngờ chia sẻ bó hoa siêu to được một người mà nữ hoàng nội y gọi là cậu bé dành tặng cho cô nhân dịp Valentine. Liên hệ với Ngọc Trinh, cô cũng thừa nhận mình đang có bạn trai. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ về người đàn ông này vì chưa đến thời điểm. Ngọc Trinh bất ngờ khoe bó hoa được bạn trai tặng. Tuy nhiên, có một điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên chính là cách xưng hô cậu bé. Liệu chăng Ngọc Trinh đã đổi gu bạn trai khi từ trước đến nay gu của người đẹp Trà Vinh vẫn là những người đàn ông chững chạc và đứng tuổi? Có thể Ngọc Trinh đã đổi gu bạn trai khi gọi người yêu là cậu bé. Ngọc Trinh chia tay bạn trai sau 2 năm yêu nhau. Ngày 21 tháng 11, 2019, Ngọc Trinh khiến nhiều người bất ngờ khi xác nhận chia tay với bạn trai sau hơn 2 năm yêu nhau mặn nồng. Đôi khi tôi không muốn tiếp tục chờ đợi, nhưng không thể không chờ đợi. Bởi vì một khi biết rằng bỏ lỡ người mình yêu đến như vậy, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại ai nữa. Quay lại đời sống độc thân vui tính nha cả nhà yêu, người đẹp Trà Vinh thông báo đến khán giả. Sau khoảng thời gian tập trung cho công việc riêng, khán giả đang rất mong chờ Ngọc Trinh quay trở lại màn ảnh sau thành công của bộ phim Vô Quy Đại Náo.